Bản tin trưa ngày 5 tháng 2. Hằng Lâm xin kính chào quý vị. Chúc quý vị buổi trưa an lành. Mời quý vị cùng theo dõi bản tin trưa ngày 5 tháng 2 với những nội dung chính sau đây. Tin Việt Nam, cả nước không còn vùng đỏ. Bộ Y tế cho biết không bắt buộc tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành, tài xế qua trạm thu phí không còn phải nhận kẹo. Bức xúc vì đốt pháo hoa của Bộ Quốc phòng nhưng bị công an lập biên bản. 5 ngày Tết, hơn 20.000 ca khám liên quan đến tai nạn giao thông. Tình thế giới, Nga, Trung Quốc ra tuyên bố chung chống phương Tây. Vận động viên Ukraine né phía Nga tại Olympic Bắc Kinh. Nga muốn giảm căng thẳng truyền thông với Đức. Giá dầu vượt 92 đô la Mỹ một thùng, cao nhất trong 7 năm. Ông trùm Facebook mất 29 tỷ đô la Mỹ chỉ trong một ngày. Và sau đây là thông tin chi tiết. Tin tại Việt Nam, thưa quý vị, theo thông tin từ Bộ Y tế, toàn quốc hiện có 38 tỉnh vùng xanh, nhiều nhất ở phía Bắc như Bắc Giang, Điện Biên, Hà Nội, Hải Dương, Quảng Ninh, Thái Bình, v.v. Miền Trung có 7 tỉnh vùng xanh và phía Nam có 12 tỉnh thành vùng xanh, gồm có Cà Mau, Đồng Nai, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Tiền Giang, Sài Gòn, v.v. Bản đồ cấp độ dịch cũng ghi nhận 23 tỉnh thuộc vùng vàng như Bạc Liêu, Bắc Ninh, Bến Tre, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Hải Phòng, v.v. và 2 tỉnh vùng cam là Trà Vinh và Bình Phước, hiện không có tỉnh nào thuộc vùng đỏ. Như vậy, so với cách đây 2 tuần, số tỉnh là vùng xanh đã tăng từ 33 lên 38. Hai đô thị lớn nhất cả nước là Hà Nội và Sài Gòn đều là vùng xanh. Bộ Y tế cho biết, dịp Tết trung bình mỗi ngày, cả nước ghi nhận khoảng 12.200 F0 và 100 ca tử vong. So với tuần trước, số ca tử vong, số ca điều trị tại bệnh viện và số ca nặng nguy kịch đều đã giảm. Bộ trưởng Y tế nhận định, việc cả nước đang dần mở cửa lại các hoạt động, phục hồi kinh tế xã hội, dẫn đến nguy cơ gia tăng số ca nhiễm, lây lan dịch bệnh trong cộng đồng sau Tết, kể cả việc lây nhiễm biến chủng mới Omicron. Liên quan đến việc tiêm chủng cho trẻ em, Bộ Y tế cho biết không bắt buộc tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Ngày 4 tháng 2, đại diện Bộ Y tế cho biết đã khảo sát ý kiến của các phụ huynh. Kết quả ban đầu cho thấy có trên 50% cha mẹ đồng tình tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Hiện vẫn chưa rõ thời gian và số lượng trẻ em ở độ tuổi này sẽ tiêm vaccine. Hôm 31 tháng 1, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho hay không bắt buộc, song cũng khuyến cáo người dân tiêm chủng. Còn theo khảo sát ý kiến bạn đọc của VN Express về việc tiêm vaccine cho trẻ từ 5 tuổi cũng cho thấy, trong hơn 140.000 người tham gia, có 68% không đồng ý tiêm chủng, 30% đồng ý và 2% có ý kiến khác. Bác sĩ Phan Hữu Phúc tại Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, hầu hết trẻ em nhiễm COVID-19 chỉ ở thể nhẹ, nhưng một số trẻ vẫn có thể bị chuyển biến nặng, đặc biệt là những trẻ em có các bệnh nền hoặc là trẻ nhỏ do sức đề kháng yếu hoặc hệ thống miễn dịch chưa phát triển đầy đủ. Mời quý vị cùng chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành, tài xế qua trạm thu phí không còn phải nhận kẹo. Thưa quý vị, những ngày qua, tài xế khi lưu thông qua các trạm thu phí tại cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành, Dầu Dây được nhân viên cao tốc trả tiền thừa bằng kẹo. Theo đó, từ 0 giờ ngày 1 tháng 2, tức là ngày mùng 1 Tết, thuế VAT giảm từ 10% xuống còn 8%. Do đó, phương tiện di chuyển qua các trạm thu phí trên cao tốc sẽ được thu mức phí mới rất lẻ như 9.000, 19.000, 29.000 đồng. Thời gian cận Tết, các trạm thu phí thiếu hụt số tiền lẻ mệnh giá 1.000 đồng, 2.000 đồng. Do đó, đã lựa chọn biện pháp tạm thời là dùng kẹo để trả tiền thừa cho khách hàng. Đến chiều ngày 4 tháng 2, đơn vị được giao quản lý khai thác đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây cho biết đã tìm được nguồn đổi đủ tiền lẻ, tài xế sẽ không cần nhận kẹo nữa. Tương tự, tình trạng thiếu tiền lẻ cũng xảy ra tại cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Nhà đầu tư của đường cao tốc này cho hay, với dịch vụ thu phí đường bộ, mỗi ngày có hàng chục ngàn giao dịch, phần lớn là có giá trị thấp. Và do đó, việc giảm 2% thuế sẽ gây ra khó khăn cho việc trả tiền mặt. Ví dụ, chặng từ Thường Tín đến Hà Nội có mức thu phí là 10.000 đồng, mà giảm 2% thuế VAT là giảm 200 đồng, thì rất khó kiếm tiền mệnh giá 200 đồng để trả lại cho chủ xe.
Bình luận về vấn đề này, ông Phạm Văn Khôi, giám đốc công ty đầu tư BOT cao tốc Pháp Vân Cầu Giẻ cho biết, nghị định ra mà không đi sát thực tế, chưa vào các ngõ ngách của cuộc sống thì rất khó khăn trong thực hiện. Nhưng chúng tôi cũng phải cố gắng thực hiện, không làm lại vi phạm, làm thì rất vất vả. Gia chủ bức xúc vì đốt pháo hoa của Bộ Quốc phòng nhưng bị công an lập biên bản. Ngày 4 tháng 2, trên Facebook lan truyền một clip quay cảnh người dân tranh cãi với một số công an xã Nam Toàn, tỉnh Nam Định. Người đàn ông này phản ứng khá mạnh vì ngày đầu xuân đã bị công an vào nhà làm việc sau khi ông đốt pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất. Trong khi đó, lực lượng công an giải thích việc lập biên bản không thể hiện rằng người đốt pháo hoa là sai. Khi công an đang lập biên bản, chủ nhà cũng đưa ra vỏ của hộp pháo có in thông tin do công ty hóa chất 21 Bộ Quốc phòng sản xuất. Cuối cùng, người đàn ông khẳng định mình không làm gì sai pháp luật và mời công an ra khỏi nhà mình. Liên quan đến vụ việc, ông Hoàng Ngọc Duy, chủ tịch xã Nam Toàn cho biết, khi tuần tra, lực lượng công an phát hiện gia đình của ông H, 48 tuổi, đốt pháo hoa nên vào nhắc nhở, đề nghị xuất trình giấy tờ mua bán và lập biên bản về vụ việc chứ không xử phạt. Sau khi clip được đăng tải, xuất hiện các ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng công an xã làm sai vì người dân đốt pháo hoa đã được cấp phép, không có lý do gì mà cấm cản và lập biên bản. Trong 5 ngày nghỉ Tết Nhâm Dần, có tổng cộng là 310 trường hợp khám cấp cứu do pháo nổ các loại, nhiều hơn 24 ca so với cùng kỳ Tết Tân Sửu 2021 và cũng không ghi nhận ca tử vong nào. Quý vị thân mến, trong những ngày Tết, phương tiện tham gia giao thông cũng tăng lên, người thì về quê, người thì đi chơi Tết, v.v. Và 5 ngày Tết vừa qua, có hơn 20.000 ca khám liên quan đến tai nạn giao thông. Theo Bộ Y tế, vừa qua, cả nước ghi nhận hơn 22.300 ca khám cấp cứu do tai nạn giao thông. Tuy vậy, số ca khám cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông đã giảm 14% so với cùng kỳ Tết năm ngoái. Số ca tử vong do tai nạn giao thông là 207 trường hợp, ít hơn 23 ca so với năm 2021. Mời quý vị cùng chuyển sang phần tin thế giới. Nga, Trung Quốc ra tuyên bố chung chống phương Tây. Như Khỏe Tự nhiên đã đề cập trong bản tin hôm qua 4 tháng 2, sau cuộc gặp gỡ giữa lãnh đạo cấp cao hai nước Nga và Trung Quốc đã ra tuyên bố chung về các vấn đề liên quan đến xung đột với khối NATO cũng như quan điểm về Đài Loan. Theo đó, Nga, Trung Quốc kêu gọi NATO ngừng mở rộng và đảm bảo yêu cầu về an ninh mà phía Nga đặt ra với phương Tây. Nga cũng tuyên bố ủng hộ lập trường Đài Loan là một bộ phận bất khả xâm phạm của Trung Quốc và phản đối bất kỳ hình thức độc lập nào đối với hòn đảo. Moscow và Bắc Kinh cùng phản đối liên minh AUKUS giữa bộ ba Úc, Anh, Mỹ và cho rằng nó làm tăng nguy cơ chạy đua vũ trang trong khu vực. Ngoài ra, Nga, Trung Quốc cũng công bố kế hoạch hợp tác trong một loạt các lĩnh vực, bao gồm không gian, biến đổi khí hậu, trí tuệ nhân tạo và kiểm soát Internet. Trong khi đó, các công ty năng lượng nhà nước khổng lồ của Nga là Gazprom và Rosneft đã thông qua các thỏa thuận cung cấp khí đốt và dầu mới cho Bắc Kinh trị giá hàng chục tỷ đô la. Đây là nỗ lực của ông Putin nhằm đa dạng hóa xuất khẩu năng lượng của Nga để tránh chỉ lệ thuộc vào thị trường phương Tây. Theo nhà ngoại giao kỳ cựu của Hoa Kỳ, ông Daniel Russell, qua hành động này, ông Tập và Putin tuyên bố quyết tâm sát cánh cùng chống phương Tây, sẵn sàng chống lại các lệnh trừng phạt và cạnh tranh với vai trò lãnh đạo toàn cầu của Mỹ. Liên quan đến Thế vận hội Bắc Kinh, vận động viên Ukraine né phía Nga. Trong bối cảnh căng thẳng giữa hai bên, Ukraine đã khuyến cáo các vận động viên nước mình nên tránh Nga nếu có thể và hướng dẫn họ cách cư xử trong trường hợp bị khiêu khích. Vận động viên trượt băng người Ukraine Lydia Honko nói về các đối thủ người Nga. Chúng tôi không phải là bạn thân, chúng tôi dành thời gian cho đội của mình, chúng tôi không tương tác với phía Nga. Cô Honko nhận định nhiệm vụ của một vận động viên tại Thế vận hội là giành huy chương và tự hào đại diện cho đất nước của họ, chứ không phải ghi điểm chính trị. Nữ vận động viên khẳng định căng thẳng chính trị leo thang đã ảnh hưởng đến các vận động viên nước nhà. Vận động viên Ukraine cũng kính tiếng về tình hình ở quê nhà và ngay lập tức chuyển chủ đề nếu được hỏi. Ủy ban Olympic của Ukraine đã yêu cầu các phóng viên không hỏi các vận động viên nước mình về chính trị và nói rằng điều đó khiến họ mất tinh thần. Trong khi đó, các vận động viên Olympic Nga nhấn mạnh rằng những tuyên bố gay gắt của các chính trị gia hai nước không ảnh hưởng đến việc tương tác giữa họ ở Bắc Kinh. Nga đang thi đấu ở Olympic Bắc Kinh mà không có màn chào cờ vì án phạt doping.
Liên quan đến căng thẳng truyền thông giữa Nga-Đức, Nga cho biết họ muốn chấm dứt xung đột với Đức, nhưng sẽ đáp trả tương ứng nếu Đức muốn leo thang tình hình. Một ngày trước đó, Nga cho biết đã chấm dứt hoạt động của đài truyền hình Đức DW ở Moscow và hủy bỏ việc cấp phép cho các nhân viên ở đây để đáp lại việc Berlin cấm phát sóng kênh RT tiếng Đức của Nga. Đài truyền hình Đức sau đó cho biết các phóng viên của họ đã trả lại giấy phép nhưng vẫn chưa được yêu cầu rời khỏi Nga. Bà Irina Filatova, nhân viên của hãng truyền hình Đức tại Moscow cho biết, quyết định của Nga là một cú sốc lớn đối với các nhân viên và gọi các biện pháp trả đũa của Nga là quá cứng rắn. Chính phủ Đức đã mô tả động thái chống lại DW là hoàn toàn mang tính chính trị. Trước đó, Đức đã cấm kênh truyền hình RT tiếng Đức của Nga vì cho rằng kênh này chưa có giấy phép hoạt động hợp lệ ở châu Âu. Giá dầu vượt 92 đô la Mỹ một thùng, cao nhất trong 7 năm. Hôm 4 tháng 2, giá dầu WTI vượt mốc 93 đô la Mỹ một thùng lần đầu tiên kể từ năm 2014. Do lo ngại gián đoạn về nguồn cung trong khi nhu cầu về các sản phẩm xăng dầu vẫn tăng cao. Dầu thô Brent tăng 2,16 đô la Mỹ, tương đương với 2,4% lên 93,27 đô la Mỹ một thùng. Mức cao nhất được ghi nhận trước đó là 93,70 đô la Mỹ một thùng hồi tháng 10 năm 2014. Giá dầu WTI tiến hơn 2% lên 92,31 đô la Mỹ một thùng, ngày càng tiệm cận với mức cao nhất được ghi nhận vào tháng 9 năm 2014 là 93,17 đô la Mỹ một thùng. Các nhà chiến lược thị trường cho biết giá dầu thô đã tăng khoảng 20% trong năm nay, có khả năng vượt 100 đô la Mỹ một thùng do nhu cầu toàn cầu tăng mạnh. Trong khi đó, căng thẳng địa chính trị giữa Nga và Ukraine cũng như ở Trung Đông cũng khiến cho thị trường lo ngại. Thưa quý vị, bệnh than là một bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng do một loại vi khuẩn gram dương hình que gọi là Bacillus anthracis gây ra, và tại Indonesia, bệnh than đã bùng phát. Theo Reuters, hai ngôi làng trên đảo Java của Indonesia hôm 4 tháng 2 đã bị đánh dấu là vùng đỏ sau khi giới chức địa phương phát hiện ổ vi khuẩn bệnh than trên gia súc. Trong đó, 7 trên 15 gia súc đã chết. Ít nhất là 23 người đã phát triệu chứng nhiễm trùng trên da do tiếp xúc hoặc là ăn thịt động vật nhiễm bệnh. Chính quyền địa phương đã ban bố lệnh cấm vận chuyển gia súc, đồng thời khử trùng các nông trại trong vùng và tiêm kháng sinh, bổ sung vitamin cho số gia súc còn lại. Các khu chợ mua bán động vật cũng được khử trùng. Thanh tra thú y đang được siết chặt hơn và quá trình giám sát dịch tễ có thể kéo dài 4 tháng. Các cơ quan chức năng đang chờ thêm kết quả xét nghiệm để đánh giá tình hình. Theo CDC Mỹ, bệnh than do một khuẩn sinh sôi trong tự nhiên gây ra và có thể được ngăn ngừa trên động vật nhờ tiêm chủng định kỳ. Bệnh than không lây nhiễm từ người sang người, mà chỉ lây từ động vật sang người thông qua tiếp xúc với động vật nhiễm bệnh hoặc sản phẩm từ chúng. Cũng tại Indonesia, hôm 3 tháng 2, Bali, thiên đường du lịch nổi tiếng của đất nước vạn đảo Indonesia, đã đón chuyến bay thẳng đầu tiên chở khách du lịch quốc tế sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Chuyến bay CA-881 của hãng hàng không quốc gia Garuda Indonesia xuất phát từ sân bay Narita, Nhật Bản đã hạ cánh xuống hòn đảo với 12 hành khách. Chính phủ Indonesia hoan nghênh việc tái khởi động các chuyến bay quốc tế và cho hay nó sẽ giúp thúc đẩy ngành du lịch đang bị kiệt quệ của Bali, vốn chiếm tới 54% GDP của hòn đảo, đồng thời giúp phục hồi kinh tế quốc gia. Và cuối cùng là thông tin, ông trùm Facebook mất 29 tỷ đô la Mỹ chỉ trong một ngày. The Straits Times đưa tin, tài sản của nhà sáng lập kiêm CEO của Facebook Mark Zuckerberg hôm 3 tháng 2 vừa qua đã bốc hơi 29 tỷ đô la Mỹ khi giá cổ phiếu của công ty mẹ Meta Platform hứng chịu cú lao dốc kỷ lục. Điều này xảy ra chỉ sau một báo cáo dự đoán thu nhập đáng thất vọng của Meta làm rung chuyển ngành công nghệ toàn cầu. Giá cổ phiếu Meta giảm 26% và xóa sổ hơn 200 tỷ đô la Mỹ trong cú sụt giảm giá trị thị trường lớn nhất trong một ngày từng xảy ra với gã khổng lồ Mỹ này. Cú sốc theo đó kéo tài sản ròng của người nắm giữ gần 13% cổ phiếu của Facebook xuống còn 85 tỷ đô la Mỹ. Khoảng 20 hãng môi giới đã cắt giảm mục tiêu giá đối với cổ phiếu của Meta sau khi công ty này công bố báo cáo yếu hơn kỳ vọng. Meta đổ lỗi cho những thay đổi về chính sách quyền riêng tư của Apple cũng như sự gia tăng cạnh tranh từ các đối thủ như YouTube và TikTok. Pha sụt tài sản tương tự gần đây nhất là khi tỷ phú Elon Musk mất 35 tỷ đô la Mỹ trong một ngày vào tháng 11 năm ngoái.
Hiện tại, tỷ phú Zuckerberg đã bị hất khỏi bảng xếp hạng top 10 người giàu nhất hành tinh của Forbes, tụt xuống thứ 12, đứng sau tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani và Gautam Adani. Và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin trưa nay của Khỏe Tự Nhiên. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi. Chúc quý vị mùng năm thuận lợi và an khang. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.